FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset và kết nối công tắc cảnh không dây vào hệ thống của FPT Smart Home. Trên tay mình đang có một chiếc cảm biến chuyển động Zigbee này. Đây là công tắc nút cảnh, nó cảnh cũng cảnh một nút. Đây. Ở đây nó sẽ là có một cái giữ pin này, chưa bật pin này, đây là một cái nắp này. À, các bạn có thể rút cái dây này ra để sử dụng. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một tấm pin ra. Trong này nó sẽ sử dụng cái pin CMOS nhé. Đó. Các bạn sử dụng thì các bạn rút cái phần dây pin ra. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset. Được. Sẽ nắp vào này. Thì ở đây trên một cái thiết bị này nó sẽ có một cái nút config ở đằng sau này. Nút config này. Để làm sao để reset được thì các bạn giữ cái phím này config 5 giây. Đến khi mà đèn sáng xanh thì các bạn nhả tay ra nhé. Đây mình sẽ giữ này. Khi đèn sáng xanh thì nhả tay ra. Đó. Thì như thế là các bạn đã reset thành công rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao để kết nối vào cái hệ sinh thái của FPT Smart Home. Cũng tương tự, mình có thể sử dụng cái ứng dụng RoboLine này. Đó, sau đó tại mình trang trang chủ thì mình sẽ chọn vào cái phần là dấu cộng ở đây. Và chọn thêm thiết bị. Sau đó chọn Zigbee, chọn USB Zigbee. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần công tắc cảnh ở đây, sẽ chọn công tắc cảnh nha. Đó. Thì ở đây nó sẽ ghi, nó hướng dẫn là vui lòng thao tác trên thiết bị theo hướng dẫn. Thì để kết nối thì các bạn giữ config này, nhấn một lần đèn sáng xanh thì nhả tay ra, nhấn một lần rồi đèn nó sẽ xanh lên cả. Đó. Thì trên cái thiết điện thoại nó sẽ thấy được này. Đó. Thì các bạn chọn cài đặt ngay. Trong trường hợp mà các bạn mà bị lỗi chẳng hạn thì các bạn lại thực hiện reset lại cho mình nhé, nhấn là giữ 5 giây như đầu video mình đã hướng dẫn đấy, để chọn hoàn thành này. Thì ở đây thì mình sẽ chọn vào cái phòng khu vực mà mình muốn thêm, ví dụ như phòng ngủ của phòng khách cũng được, thì ở đây mình sẽ thêm vào cái khu vực phòng bếp đi. Đó. Đợi một tí sẽ kết nối vào. Đó, thì cho các bạn chọn kết thúc nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cái phần tự động hóa. Đây, thì tại cái ứng dụng RoboLine trong màn hình chính này, các bạn chọn một tab tự động hóa này. Đây mình sẽ mở lại, nhấn nhầm bằng này. Tại cái ứng dụng RoboLine chúng ta chọn một tab tự động hóa nhé. Thì đối với công tắc ngữ cảnh không dây này nó sử dụng là có một nút thôi. Một nút, tuy nhiên nó một nút này nó sẽ có 3 chế độ là nhấn một lần, nhấn hai lần và nhấn giữ. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập này. Thì từ cái công tắc cảnh không dây này thì mình có thể điều khiển các thiết bị khác như là đèn downlight âm trần thông minh này, hay là công tắc thông minh này. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái công tắc thông minh và đã thêm cái thiết bị vào đây rồi. Đây, công tắc thông minh này, mình sẽ test cho các bạn thử đây. Đèn âm trần mình sẽ bật đèn lên này. Đó. Tắt đi này. Rồi. Thì mình sẽ chọn một tab tự động hóa này thiết lập nhá. Hóa này. Sau đó chọn vào cái biểu tượng dấu cộng trên này. Đó. Thì chọn vào cái nút bấm của cảnh. Thì chọn vào công tắc cảnh đơn này và mình thêm vào phòng bếp. Còn công tắc cảnh này thì là mình đã trước đấy mình đã thêm rồi. Thì các bạn chọn vào công tắc cảnh đơn này. Thì ở đây nó sẽ có 3 cái trạng thái kích hoạt là nhấn một lần, nhấn giữ và nhấn hai lần. Thì đây mình sẽ chọn vào nhấn một lần này. Nhấn một lần thì mình sẽ thiết lập cho nó phần là bật cái công tắc này nha. Chọn lệnh điều khiển. Chọn lệnh là bật hay tắt thì chọn lệnh bật. Chọn đối tượng điều khiển thì sẽ là cái công tắc 3 này. Hiện tại là nút 1 để đâm trần. Tích ở đây. Điều khiển trễ thì tương tự là khi mình có ấn ở đây thì nó sẽ ấn là hoạt động luôn sang cái công tắc này, hay là trễ thì ở đây mình sẽ không để trễ nhé. Thì đây sẽ có trễ là khoảng 30 giây. Đó. Tiếp theo là cái khung giờ thì có thể hoạt động được cái này. Thì cái này mình đang hiện tại hoạt động trên 24/24. Các bạn nếu mà cho khung giờ thì có thể set up cái khung giờ mà cố định của mình. Chọn hoàn thành. Hiện tại đó là một cái lệnh là lệnh nhấn một lần. Mình sẽ thêm một cái lệnh nữa là lệnh nhấn hai lần để tắt. Lúc bấm bức cảnh này, chọn bức cảnh đơn, nhấn hai lần. Thì mình sẽ chọn cái thêm lệnh là lệnh điều khiển là lệnh tắt nữa. Tắt này. Hoặc là đối tượng điều khiển thì tương tự như là nút vừa rồi, nút để âm trần. Để hoạt động luôn, không cần set cái phần trễ hay là thời gian. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện nhấn ở trên cái điều khiển này. Thì khi mình nhấn một lần thì cái nút công tắc này nó sẽ nhấn một lần này, cái tín hiệu từ cái công tắc cảnh này nó sẽ gửi về cái tín hiệu ở cái thiết bị trung tâm là FPT Bluetooth
từ đó nó sẽ chuyển lên cloud, cloud sẽ đẩy về cái công tắc này, được công tắc này nó sẽ chuyển sang cái đèn line ở đây, nó chuyển sang cái đèn âm trần này và bật đèn lên. Tại vì cái đèn này mình chưa kết nối thông minh, mình chỉ kết nối thông qua cái tắt bật ở đây thôi. Đây. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấn một lần nhé, nhấn một lần lên này, nó sẽ bật cái công tắc lên. Đó, bật đèn sáng này, nhấn hai lần đèn tắt. Giờ rất là nhạy đúng không? Nhấn một lần, nhấn hai lần. Thì ngoài ra các bạn có thể thiết lập thêm ở cái phần này nữa, là thêm cái tự động hóa đây, là thêm cái phần nhấn giữ để làm gì đó, tại vì nó còn một trạng thái nữa là nhấn giữ. Đây các bạn nhấn giữ, các bạn thiết lập một lệnh khác cũng được. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kết nối thành công rồi. Có thắc mắc thì có thể để lại comment trong cái video này, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm.